Sáng giờ là chỉ hết 4 xô rồi đó. Còn nhiêu là hết rồi đó. Dạ. Yeah. Mới sắp ra một xô cuối cùng nữa là hết rồi. 7-8 xô. Trời ơi bánh. Tuy là để trong như vậy nhưng mà em ăn nó vẫn giữ được đồ dai nha. Dai với là thấm đó. Nó thấm ngon hơn. Mình mới đổ vô nó không ngon bằng mình để một hồi nó thấm. Rồi nó hút cách chặt cua. Cách chặt cua vô nó thấm ngon hơn. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Hôm nay mình đang có mặt ở chỗ chị Yến nữa là cả nhà. Tại vì đó, là do chị bán nhiều món cho nên thành ra là mình muốn quay đầy đủ hết tất cả các món cho cả nhà luôn ha. Hôm nay là bánh canh cua nha. Với giá là một tô là 35.000 nha. Xem thử coi là một tô bánh canh cua 35 thì có gì nha cả nhà ơi. Ở đây là số 61 của Phan Văn Hân và mình ở Bình Thạnh nha. Oh, một cái tủ topping siêu siêu đã luôn. Wow. Bánh canh chị sẽ bỏ vào trong cái nồi nước dùng nè để cho nó thấm nha. Hình như là có khách tới nữa. Ở đây là cua thịt chứ không có bán cua nguyên con nha cả nhà. Có gì vậy? Có rồi anh ngồi đi. Chào chị. Chào. Ủa? Ngồi đâu cũng được hết á. Lấy đâu thì ngủ luôn. Cái giá này phải chế không chị? À. Phải không? Cái giá này mình đặt luôn. À. Cho nó chiên dễ mút hơn, không nâu. Sáng giờ là mình bán là từ 6 giờ cho đến 6 giờ mình bán 6 giờ. À. À, khoảng thời gian đó, khi nào hết shop mình nghỉ shop. Đúng rồi, hết giờ nào mình nghỉ giờ. Ôi, nhìn cái tủ ngon quá trời ha. Có tôm với lại có cái thịt cua á, nhìn nó rất là bắt mắt luôn á cả nhà. Một tô vậy chỉ có 35.000 thôi. Ủa mình bán ở đây còn bên kia nữa là bên kia chị Yến cũng đứng bên kia. Bên kia chị Yến đứng bên kia, chị đứng bên nào thì vậy là kiểu như khách đi ngang mà có ghé là cũng ghé được luôn. Tại vì có hai bên. Sò bánh canh đã quá. Thịt nè. Đặc biệt là có cái cua xá sợi nha chị, cũng có bán cua nguyên con nha cả nhà. Tôm, đồ chả, chả cá, chả cua, trứng cút. Cái thịt cua đẹp quá chừng, cái tủ nhìn hấp dẫn quá chừng luôn. Một giá là được hả chị? Một giá là vừa. Một giá là đúng tô luôn. Một giá là đúng tô luôn. Rồi 35.000 đó cả nhà. À, chị làm cho em đó hả? Đầy đủ đi chị. Nếu mà đầy đủ là cũng là 35 luôn. Dạ. Chị ăn giò ăn xôi. Dạ ăn giò đi chị. Nó cho em một giò nhỏ nhỏ ở đây nè. Có nhiều gân rồi đó. Đó. Một tô như thế này là 35.000 nha. Chị đang làm nè cả nhà. Đó, đầy đủ miếng topping luôn là 5 phần. Gồm có cái thịt cua xé nha. Đó. Ngon. Chả. Cái này là nãy chị nói là chả. Chả cá. Chả. Còn đây là chả cua. Rồi trứng cút, tôm, thịt. Rồi chị trang cho em luôn nha. À, bên này chị đang bánh canh cua. À. Bánh canh cua đó là cua hả chị? Dạ. Giống như kiểu là xé. Xé. Một tô thì gồm có chả cua, chả cá, trứng cút, thịt, tôm, cua. 5 món đồ ăn. 5 món đồ ăn. Da heo. Ai không có ăn xương thì ăn giò. Còn ai không ăn giò thì ăn xương. Còn cái nổi nổi là bánh phải không? Bún cá.
Dạ. Nấm, huyết. Rồi bánh canh với mình bỏ ở trong nồi luôn á, cho thấp. Anh chị đang làm nè, cho bán mang đi á. Một tô như vậy là nhiêu chị? 35.000 em. 35.000 là đầy đủ luôn. Đầy đủ. 35.000. Dễ vậy. Có bình dân luôn. Chị cho em một tô nha. Chị làm xong rồi chị họ làm tô cho em. Hồi xưa giờ là mình bán cua xé vậy luôn á chị. Bán bữa sáng luôn, 6 giờ bán. Chứ không có bán, không bán cua nguyên con đúng không? Không, bây giờ bán cua này không. Dạ. Em thích ăn cái sợi bánh canh này nè, nó dai mà nó tuột, nó trơn, nó ngon. Ở đây có thêm 3 thùng nước lèo là kiểu hồi là mình thêm vô hay thêm canh vô. Dạ. Ồ, nước lèo đó cả nhà ơi. Cái gì? Này để lâu không chị hay là hồi mình thêm vô tiếp? Gắp hết thì chị thêm vô, gắp hết thì thêm vô à. Nhưng mà bị mềm không á? Không mềm, vẫn dai. Dạ. Ủa ngày mai chị đã bán gì vậy chị? Mai bán chai rồi con. Ơ, mai chai nữa hả? Mai chai nữa là mau ghê không? Ồ, mau ghê nhờ. Mới quay chai bữa nào đây? Đừng quay bữa mùa... đúng rồi, 15 hả ta? 15. Bữa nay quay lại mùng 1 rồi. Ôi, quá nhanh luôn. Ủa bữa hôm mình quay mùng 1 chứ. Mùng 1 hay 15 thì em không nhớ nữa à. Hình như ngày mai là 14, 15 gì đó. À. Như bữa hổm cũng quay mùng 1. Ờ mùng 1, mùng 1. Dạ. Ở bữa đây. Bữa đây nữa. Lấy qua lại cái là tối nữa rồi. Bữa đây là nửa tháng rồi đó. Dạ. Trời ơi nhìn chị. Chị mới vừa để vô nó ngon quá trời luôn. Đầy dung luôn mà nhìn trời sọt sọt đảo quá cả nhà ha. À, bánh vừa mới để vô thì nó giòn nó nổi ha. Hồi nó thấm vô cái gia vị thì nó dai. Nó thấm nó ngon hơn. Mà không cho thêm cái này được không? 35 nghìn. Bắt con tôm mà để con tôm lên để nấu mấy con tôm. Nãy giờ em bất ngờ nên em cứ hỏi đi hỏi lại giá hoài á. Nó sao cái tôm nhiều dữ vậy mà. Mà hồi xưa giờ mình bán giá vậy luôn. Cũng vậy luôn, đồ lên cỡ nào mình cũng có lên giá. Đó, nhìn cái tủ siêu topping xong rồi còn cái nồi nữa. Quá chừng đã luôn nha cả nhà. Có nấm rơm ở trong đây nữa nha. Với lại chị nói là cái gạch cua cũng có nấu ở trong đây nữa. Đó, nhìn nó sọt sọt ha. Chỗ tiện là bán hai bên nha, một bên là bán như thế này để cho cả nhà mình đi ngang có thể tiện mua. Đó, bánh canh cua nè, 35.000. Cái này là phần kiểu như là phần ở trong này ha, thịt với bánh nè. Còn bên đây là nước lèo đó, một bịch combo như vậy là 35.000 nha. Đó, nước lèo. Bên kia thì là chị để tủ đồ này kia, còn bên đây thì chị cứ bán á. Tại như không ở trong chợ nên cứ không tiện nữa cả nhà. Đi ngang chị cả nhà chị còn kêu 35 là chị làm liền, đưa lên xe liền luôn. Cô bán dễ thương.
Chị ăn đi. Là ăn nhiều lần chưa? Ăn nhiều món rồi. Nhiều món. Nhiều món rồi, món gì cũng ăn thử rồi. Ngon kìa. Ha. Dạ. Ăn đủ món luôn rồi. Thêm cái quẩy nữa là nhiêu chị? Cặp quẩy là 5 ngàn nè em. À dạ. Cặp quẩy, thêm cặp quẩy nữa là 5 ngàn là 40 á chị ha. 40. Dạ. Chị Yến ngồi mình bên đây hả? Ngồi mình bên đây. À, vậy là chị kia là chị Phượng, là em chị đúng không? Đúng rồi, nó phụ. Dạ. Nó phụ chị bán, nó có bệnh. Ôi trời. Ủa chị đâu rồi ta? Chết rồi, chị thấy camera chị quên. Kìa kìa chị kẹt xe kìa. Chị ơi. Chị ơi, hình như chưa lấy tiền thôi. Đây em ra cho chị. Một phần bánh canh cua nha. Chỗ chị Yến bán ở nhà thấy không? Nhiều. Trời ơi. Cái nào chị bán cũng chất lượng quá chừng luôn á. Một tô 35 ngàn thôi nha cả nhà. Bất ngờ không? Có 5 loại topping luôn. Chờ mình xíu. Mình sẽ làm nước chấm nha. Cái này sẽ ăn với nước mắm nè. Lắc lên. Nước mắm nè. Những ngày mà lễ vừa rồi á, chị cũng bán xuyên suốt luôn ha. Hầu như chị bán xuyên suốt, chị không có nghỉ ngày nào hết trơn cả nhà. Còn rơi vào ngày chay thì chị sẽ bán chay nè. Đặc biệt là ở chỗ chị Yến thì bán là cua, là dạng như cua xé thịt như thế này nha, chứ không có bán cua nguyên con nha cả nhà. Nhưng mà nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Nhìn cái tủ rồi đi ngang phải thèm rồi. Bây giờ mình sẽ thử nha. Trời ơi, cái sò bánh canh mình yêu thích. Hôm nay thì gia vị của chị mình nếm được hầu như cũng khá khá những món chỗ chị. Gia vị lúc nào cũng rất là đậm đà nha. Nêm đến nước leo đậm đà. Ở đây này có đồ sọt nha. Một tô 35 ngàn là kiểu ăn xỉu luôn á. Có da heo. Thịt cua chắc. Chắc mà nó kêu có hậu mặn 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 á. Dễ ăn lắm cả nhà. Hay là cái bánh nè. Cái bánh bỏ vào nước lèo nó không bị mềm. Bởi vì vậy là giữ cái vị hương vị dai. Đó, cục giò to đùng luôn. Thôi con tôm. Nhiều topping đến nỗi mà mỗi lần gấp lên nó sắp rớt ra ngoài. Dạ cua. Sò bánh canh ngon quá. Sò bánh canh vừa dai mà kiểu như là vừa vừa thấm gia vị áo ở ngoài xíu nè. Cảm giác vừa chân cuột cũng hả. Nó lại có gia vị ngon ngon nữa. Có nhẹ quá cả nhà. Cục giò. Cái tô này mà nếu không phải chị Yến bán là chắc cũng phải cỡ 50 mấy 60 ngàn cả nhà. Tại vì giờ nhiều đồ ăn ghê luôn á. Nhiều Ngọc thấy là ăn là no, no hẳn tới trưa luôn nha. Cái nước súp ngon, nước súp đậm đà, còn sọt. Nhưng mà không quá sọt, nó vừa phải thôi. Tôm đồ này kia cũng tươi cả nhà. Tôm đồ này kia tươi luôn. Thành ra là mình ăn mình biết giữ được độ giòn với ngọt á. Ăn cái nữa nha, nhắc lại địa chỉ cho cả nhà nha. Ở đây là số 61 của Sai Văn Hưng nha cả nhà. Bình Thạnh nha. Yeah, chị Yến là được ăn đủ món trên một tuần luôn. Mình kiểu mình khỏi còn suy nghĩ là hôm nay ăn gì. Thôi ha, mình ăn tiếp nha. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye bye. Ủa chị, hồi nãy chị nói em cái tô đó là 35 đúng không? 35 ngàn. Trời ơi, em ăn xong thấy quá rẻ quá trời luôn á. Em bây giờ xác nhận lại coi đúng không? Để không thôi. 35 ngàn. Tôm bất ngờ luôn á. Cua, chả, trứng cút. Cua, chả, chả cá. Dạ. Tôm. Nhưng mà bán bình dân quá ha chị ha. Thế là chị đang vô để cho chị ý ăn bên kia. Em thấy khách mua về quá trời.
sáng năm lắm. Sáng giờ mình chỉ hết 4 xô rồi đó, còn nhiêu là hết rồi đó. Dạ. Nó mới sắp ra xô cuối cùng nữa là hết rồi, đã xong rồi đó. Vậy là 4 xô. 4 xô vậy là khoảng cỡ 7 xô hả chị? 7-8 xô. Trời ơi bánh. Tuy là để trong như vậy nhưng mà em ăn nó vẫn giữ được đồ dai nha. Dai với là thấm đó. Nó thấm ngon hơn. Mình mới đổ vô nó không ngon bằng mình để một hồi nó thấm. Rồi nó hút cắt chặt cua. Cắt chặt cua vô nó thấm ngon hơn. Mới đổ vô thì ăn nó giòn. Mình để một hồi nữa là nó thấm vô cái dai, cua nó dai. Dạ. Thấm vô nó ngon hơn. À. Còn này giòn mình ăn ngay giòn giòn. Một phần cái có khoảng 3 cái bánh vậy hả chị?